Còn đây là sốt trộn nè. Tô mì trộn Đài Loan. Bỏ cái nước kìa. Món lẩu này thì... Đó. Hũ này mình ngâm được 3 tiếng, tầm hơn 1 tiếng đó là có thể sử dụng được ạ. Ôi, lòng đào này cả nhà ơi. Quá hấp dẫn luôn. Hôm nay mình thử thách 4 tô mì tiềm. Em thấy có những cái thảo mộc không? Mì bò tiềm đặc biệt là 60. Đây là mì bò tứ xuyên. Còn tô này là tứ xuyên là cũng 60 nè. Tứ xuyên 60 luôn. Mì bò hấp cẩm. Mì bò đặc biệt á. Tô này là 80. Mì trộn. Chính xác. Ngon quá. Dạ ra nha. Ô, nó mềm quá. Em thấy nó như thịt rau câu á. Ui, sao nó to vậy anh? Bò viên siêu cân. Hello, chào mừng chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Phan Thế Hùng đây. Sau lưng mình cả nhà thấy không? Hai cái bảng siêu to luôn. À, một bên là mì bò 35k, mì bò Đài Loan, mì bò cây và còn có lẩu bò tứ xuyên. Đó, còn bên đây lẩu tứ xuyên nè. Chúng món em thích rồi. Khanh rất là thích cái món này cả nhà ơi. Nên nếu được thì lát nữa mình mua một phần về cho gia đình ăn chứ hả? À, nhìn nó hấp dẫn quá anh ha. Nhìn cái đốt lẩu lẩu bò tứ xuyên thì phải nói là ăn là quá dính luôn rồi. Thì là mình đang đứng ở ngay đường tên lửa cả nhà. Và cái đường tên lửa này là có rất là nhiều quán ăn ngon luôn. Đó, bây giờ đang vào giấc chiều thì khách cũng đang dần đông hơn. Và mình tự nhiên thèm cái món lẩu bò tứ xuyên cũng như là mì tứ xuyên, mì cây. Cho nên là mình đến quán này ăn. Tại vì nói cái nhà biết một điều nha, là cái quán bên đây món ăn giá rất là hữu nghị luôn. Giá thế nào thì lát nữa mình vào trong mình sẽ cho cả nhà biết nha. Cũng địa chỉ đây là số 237 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Ở đây có hotline là 1900 9036. Thì ở bên đây là Vua Mì, là một chuỗi cái nhà hàng mà thuộc nhượng quyền em. Đó, có rất là nhiều chi nhánh luôn. Thì mình đến chi nhánh ở ngay bên Bình Tân ha cả nhà. Và giờ thì mình sẽ vào trong để giới thiệu cả nhà món mì Đài Loan, mì bò. Ok. Đây cả nhà ơi, mình đã xin vào được bên trong không gian bếp rồi nè cả nhà ơi. Và ở đây là mình thấy có những cái thay đồ ăn. Thì anh có thể giới thiệu sơ qua cho em được những món gì không ạ? Đây là bắp bò. Đây là bắp bò. Đây là bò viên gân. Nấm đông cô và rau nêm. Dạ. Rau đây nêm. Là ủa, cái này cải chua hả anh? Cải chua. Ồ, cải chua mà ăn với bò Đài Loan, mì bò Đài Loan. Đúng rồi. Cái đó là theo giống như bên Đài Loan người ta đó. Bên Đài Loan đây là phong cách của người đúng ta. Đúng rồi. Dạ. Còn cái này là thịt gì vậy ạ? Đấy là sườn bò, sườn bò. Ủa, sườn thịt bò. Bò mà nhỏ. Sườn bò cắt hạt lựu. Cắt lựu để chuẩn bị lên món cho khách. Còn bên trong đây là nồi nước lèo. Nồi nước lèo cá tứ xuyên. Cái đó là vị tứ xuyên. Đúng rồi. Đó. Cái này là em thấy là bên đây vẫn còn hai nồi nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Cứ hết thì mình sẽ châm vào thêm. Đúng rồi. Thì quán của mình là mở ở đây là được bao nhiêu năm rồi ạ? À, được hơn một năm rồi ạ. Dạ. Và mình bán thì từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Bên mình thì ngoài cái món mì bò Đài Loan ra, anh còn những món nào anh giới thiệu giùm em với ạ? Còn một món là món mì bò tiềm. Dạ. Mì bò tiềm, mì cái món đó thì quán mới lên thôi. Mì bò tiềm. Dạ, mì bò tiềm. Chút nữa mình sẽ lên món cho bạn thưởng thức. Nếm thử. Ở đây em thấy có menu mà chắc là mình giới thiệu ở trong đây để cho dễ anh ha. Đó. Ở đây em thấy là mì bò bên anh bán có giá 35.000 đúng không anh? Đúng rồi, 35.000 mì bò Vinh Gân. Tại vì mì bò Đài Loan mà sao lại có cái giá nó bình dân quá anh ha? Cái đó là một sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. Còn có muốn thưởng thức thêm hoặc là gọi là mì bò Đài Loan Plus đó thì thì chọn là mì bò Đài Loan hoặc là mì bắp bò. Dạ. Cũng là vị Đài Loan hết. Dạ. Rồi còn cái này là mình thích cái này nha. Dạ. Mì bò cây tứ xuyên. Dạ, cây tứ xuyên. Thì cái phiên bản tứ xuyên thì có nó khác nhau cái phần topping. Dạ. Mì bò cây tứ xuyên thì chỉ có sườn bò.
cái phần sườn rẻ sườn, có phần sườn heo cay. Thì sườn heo cay thì chỉ có sườn heo thôi. Đó là một số phần... người không ăn được bò, thịt bò thì có thể là đổi sang sườn heo. Còn cái phần mì bò đặc biệt chắc là em nghĩ nhiều loại lắm mà. Đúng rồi, là có tổng hợp nhiều loại topping. Dạ. Gồm có trong đó có cả sườn heo, thịt bò, bắp bò. Cái bò viên gan. Dạ. Đối với đây em thấy là có cái món này nha. Dạ. Món này chắc là mấy bạn trẻ mê lắm nè. Đúng rồi, trứng ngâm tương, trứng lòng đào ngâm tương. Ở đây em không thấy ta, em thấy ở đây có đây, trứng lòng đào ngâm tương đây. Đây. Ủa bên mình sẽ có một trứng nha. Không, đây, đây rồi, bên trong đây vẫn còn này nha ơi. Đó. Trứng, trứng này đang ngâm chà, hũ này mới ngâm được 3 tiếng, tầm hơn 1 tiếng đó là có thể sử dụng được ạ. À, ngâm 4 tiếng là sử dụng được anh ha. Đúng rồi. Rồi, cô cho quá một cái dao, có một con dao. Ôi, lòng đào này cả nhà ơi. Lát nữa chắc mình cũng không thể bỏ qua món này rồi đó. Rồi, vậy thôi bây giờ em cũng xin phép được gọi món đi. Em thấy bên menu của anh nhiều món mà em thích quá. Thì không thể bỏ qua là... À có nước nữa hả? Có nước ạ. Biết sao có nước? Cho nó có trà sữa để lo. Ô em thắc mắc một cái nè. Ở đây là có, anh có hai loại sợi mì hả anh? Dạ. Đây là sợi mì Đài Loan. Giống người Việt Nam sản xuất nhưng mà giống với sợi mì của bên Đài Loan người ta sử dụng. Nó bự, nó to. Dạ, to. Dạ. Đây là sợi mì tươi. Sợi mì tươi. Sợi mì này mình phải trụng 45 giây, đúng 45 giây là sẽ sử dụng được. Chứ không có luộc trước, luộc sẵn. Còn đây là trụng. Đâu bây giờ mình trụng luôn đây coi nè. Đây là sợi mì tươi nè cả nhà ơi. Sợi mì tươi. Trụng 45 giây luôn nha. Bấm giờ. Ồ, rồi. Có cái đồng hồ bấm giờ nữa trời. Cái này mới thấy luôn nè. Mới thật thiệt, mới gặp lần đầu luôn cái vụ này đó. Phải làm đúng quy trình thì sợi mì nó vừa chín tới mà dai. Dạ. Có độ dai. Rồi cái này là chắc anh có nhúng thêm dạ, nước. Trụng qua nước sôi, trụng qua nước lạnh, nước lạnh để tăng độ dai của sợi mì. Đó, thấy không, nãy giờ. Trụng đúng thời gian. Dạ. Rồi. Ngâm qua nước lạnh nữa nè. Rồi lại ngâm qua nước sôi. Dạ. Công thức này là hai một lạnh. Ống lạnh không? Ok. Cô làm tô sườn cay cô sẽ. Cũng cân luôn ha. Dạ, cân định đúng định lượng. Ở đây định lượng có cân hết nha cả nhà. Ở đây là nói chung là có cân hết nha. Này khoan trang nha, tại vì lát mình trang một lần cũng để nó nặng. Rồi, tiếp theo là tô mì của Đài Loan đi. Xin phép nha. Đây là sợi mì Đài Loan. Đây là các phần mì. Ủa một lần mà là một người ăn một phần vậy ha. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng nhiều quá chứ cả nhà. Đây bây giờ em trai mình sẽ chụp nha. Cái này là nó chín rồi đúng không? Dạng chín đúng rồi, chín rồi. Chỉ bằng nắm thôi. Em thấy mì Đài Loan 35.000 thì giá bình dân lắm á. Phần này là phần mì gì vậy anh, em quên. Mì bò Đài Loan ạ. Còn bên đây là tứ xuyên. Đúng rồi, phần này phần tứ xuyên. Nhưng mà chắc là em cũng phải ăn thêm một phần mì trộn. Dạ, mì trộn. Dạ, để coi coi nó khác biệt thế nào so với mì nước. Dạ. Ở đây mình thấy ảnh lấy ra những cái mà mình thấy giống như là thảo mộc. Thảo mộc. Dạ. Đó. Cái này kỵ tử nè đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này là táo tàu. Rồi táo đỏ, táo đỏ, táo đen, rồi đẳng sâm. Đẳng sâm đúng không? Dạ, đẳng sâm. Mấy cái này ăn bổ thì thôi đúng không? Dạ ăn. Này đến quán này thì cũng là một trong những món mì mà mình yêu thích đó cả nhà. Mì Đài Loan, mì tứ xuyên. Cho nên là mình gọi hơi nhiều. Cái phần nước này là anh nấu được. Anh cũng nấu từ những cái mà như là quế rồi hồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tính ra nó khoảng ngàn hương vị đó. Ghê rồi, cả ngàn hương vị luôn cả nhà. Nhìn cái màu của nó rồi cả nhà. Mình ngửi thấy cái mùi nước lèo này luôn á. Cái vị nó như mùi thuốc bắc vậy cả nhà ơi. Ăn vào chắc là bổ lắm đây. Nó sắp trộn. Em trai kia mới chụp 45 giây xong kìa. Là cái đồng hồ nó kêu luôn. Còn đây là sốt trộn nè. Tô mì trộn Đài Loan. Dạ. Rồi. Hôm nay mình ăn 3 tô này là ok rồi đó. Nêm cải chua. Đây thêm nè. Cải chua ha. Lạ ghê. Ok.
Ủa, anh làm thêm một tô nào nữa hả? Tô mì tiệm ạ. Oh, wow, anh chủ làm thêm một tô mì tiệm nữa. Dạ. Đây món mới hả anh? Món mới ạ. À, tô mì tiệm này là nó đoàn nó là gì anh? Nó khác nước lèo thôi. Khác nước lèo. Khác vị nước lèo. Dạ, nước này là tiền thảo mộc thì xíu mới sẽ trang trí bằng hai hai thành phần này, ba thành phần. À thì ra đây là lý do anh lấy cái này ra cả. Đúng rồi. Tô này thì tại bây giờ cô sẽ cho đồ ăn vào và cho cái thảo mộc vào nha. Cái mì bò tứ xuyên cay của anh á, là cấp độ cay của nó là rất là cay không anh? Nó rơi vào tầm cấp độ 2 đó. À, khoảng mì cay cấp độ 2 đúng không ạ? Đúng rồi. Ờ, vậy cũng khách ăn cũng ok cả nhà ơi. Mà cũng có không cay đúng không anh? Dạ, đúng rồi, có không, mì cay tứ xuyên bản chất nó là phải cay rồi. Dạ. Còn không cay đó là mì bò Đài Loan. À, hoặc là sự lựa chọn khác là mì tiềm ạ, mì bò tiềm. Đó. Thử thêm cái trứng nữa. Như cái phần mì mì gọi là tiềm này á thì giá thế nào anh? Dạ 60 ngàn một tô ạ. Wow, đồ ăn là cả nhà. Rồi, để chan nước lèo ha. Chan rồi, chan nước. Ủa cái nước kìa. Cái màu của nó đây nè. Chắc là đậm đà lắm luôn. Món lẩu này thì theo như em biết cũng mới xuất hiện ở Việt Nam khoảng 1 năm nay á. À, trước đó thì không nổi. Cái hệ thống mì này là đã có 3 năm rồi. 3 năm. Từ năm 2021 đến giờ. Yeah. A few minutes later. Trà sữa Đài Loan. Còn đây là món ăn của mình nha. Wow. Đẹp mắt mà lão anh. Đó, quá hấp dẫn luôn. Hôm nay mình thử thách. 4 tô. Rồi giới thiệu cả nhà nha. Đây là mì tiềm. Mì tiềm. Em thấy có những cái thảo mộc không? Cái này bổ lắm nè. Cái này đoán được không? Em đoán được không? Em nghĩ là tứ xuyên đúng không? Đúng rồi, đây là mì bò tứ xuyên. À, còn bên đây đó em là gì? Mì trộn. Chính xác. Nhưng mà mì ở đâu không thấy mấy đồ ăn không vậy? Đó. Ăn quá nhiều. Còn ở đây là mì bò hấp cẩm. Mì bò đặc biệt á. Nhưng mà giá của những tô này là như thế nào ạ? Tô này là 80. Mì bò tiềm đặc biệt á là 60. Ừ. Còn tô này là tứ xuyên là cũng 60 nè. Tứ xuyên 60 luôn. Còn tô này là bao nhiêu anh quên mất rồi. Món người Hoa Đài Loan rồi cả nhà. Là sẽ thường có giấm nữa. Giấm. Giấm màu đen à. Nó màu cái màu đỏ đỏ nâu nâu á, sa tế. Sa tế, sa tế này rất là cay nha. Ô sa tế hả? Nhắm bóng đuốc vậy? À, tôi chờ bóng đuốc nha. Ủa chị, cái này là sa tế hả? Ồ thơm ghê luôn. Cái vị nó không có giống những sa tế mình từng ăn nha. Dạ, vị khác lắm. Mà nhìn cũng giống thịt bằm hay là mắm đuốc hả? Ở hôm nay mình vào một cái quán nhìn thì thấy có vẻ sang ha. Nhưng mà cái mức giá thì rất là bình dân. Đó. Rồi, giờ thì mình ăn nha cả nhà. Wow. Ăn cái nào trước đây không biết ăn cái nào. Ăn cái này trước đi. Mình ăn cái tứ xuyên cay trước. Mời cả nhà nha. Nè, tô mì bò tứ xuyên nè. Tô này 60 ngàn nha cả nhà. Nước mì rất là thấm. Còn cái nước lèo thì cái vị nó cay cả nhà. Nhưng mà đúng như anh nói, nó không phải là cay khi xé lưỡi. À, đúng rồi. Ui, cũng cay á. Kiểu như nãy giờ mình chưa có gì vào bụng á, cho nên cái cổ họng nó khô. Ăn cay vào á, tiếp xúc với sa tế rồi. Rất là đã. Nhưng mà em thấy không? Ở đây cái mì này nó có thêm cải chua. Lạ không? Giống như cái nét đặc trưng của người Đài Loan đúng không? Đúng rồi. Khi mà mình thấy mì có chung với cải chua thì mình biết là từ nước nào nó gọi là một cái đặc trưng. Đặc trưng riêng. Đúng rồi. Cải chua giòn giòn, chua, sườn, người ta cắt nhỏ ra rồi. Nè. Cái chấm ngon ha. Sườn này á, nó cũng không phải là quá rục. Nó còn vẫn còn giòn, sập sập. Có thêm một lớp da dai dai nữa. Nó rất là cuốn luôn á. Thử miếng bắp bò kìa. Nhưng mà anh thấy ở đây á,
ngồi trong một cái không gian máy lạnh nè. Máy lạnh. Rồi cái món ăn thì nó cũng chỉnh chu đẹp nè. Và bằng vỏ mình chỉ cần bỏ ra 35.000 đến 60.000 thôi thì nó cũng rất là đúng rồi. Để trải nghiệm một cái món mới du nhập từ Đài Loan của Việt Nam. Công nhận nước chấm này ngon lắm em. Ừ. Vậy đó mình phải trải nghiệm hết tất cả những ngày tới mấy cái món này với cái nước chấm này mới được ghét hết nước chấm gì. Nhưng mà cái này em thấy là em nghĩ là nó không quá cay đúng không? Không quá cay. Mà là mình phải vuông vấn. Wow. Ừ, ăn không thử coi. Trong những cái tô mì tứ xuyên này là đều có cái một nửa cái trứng nha cả nhà. Ăn nguyên cái luôn á. Ừ. Khoan chảy không biết. Ừ, thêm cái nước chấm này nữa. Kiểu như ăn ở đây cay á, hút thêm một miếng trà sữa vào. Ly này á 15.000 trà sữa Đài Loan luôn. Nói chung mình thấy á bên quán á mọi thứ họ làm rất là chỉnh chu nhưng mà cái giá món ăn á thì lại rất là bình dân. Đó để mà có thể tiếp cận được đến khách hàng tốt nhất cả nhà. Rất là chất lượng nha. Ôi cả nhà ơi, cái nước nó sạch lại luôn nè. Ngon quá. Sườn bò đúng không? Không, của heo á, cái này của heo á. Có chấm thêm. Ừ, nay ăn thịt rồi, bây giờ mình ăn thêm mì rồi. Không. Không. Mình tới món mì Đài Loan trộn nha. Đó. Ừ. Em thấy nó to hơn. Và ở đây là định lượng người ta cũng làm sẵn rồi. Người ta sẽ để những cái bịch. Khi mà ăn chỉ việc lấy ra chục 10 giây là ăn được. Thì mì trộn mà. Mình phải làm đúng với cái nghĩa đen của nó chứ. Phải trộn lên. Đúng rồi. Ồ, có cải chua. Ê, hồi nãy mình ăn bên cái mì tứ xuyên mình thích một cái là nó có thêm cải chua đó nha. Cái vị nó đang cay cái nó cắn phải miếng cải chua. Chua té. Rồi. Ừ. Đây. Cái vị tương á, vị trộn tương, nó giống như tương đen vậy á. Cái vị tương này nó ngọt mà nó có cái mùi thơm thoang thoảng bên trong, không biết người ta pha chế cái gì nhưng mà ăn rất là thơm luôn á. Nói chung cái vị nó cũng nồng lắm, cái mùi tương này nè. Nồng một xíu. À. Nó sẽ có một cái vị đặc trưng, rất là đặc trưng, khi mình ăn vào là mình thấy liền. Nó đến từ vùng miền đó. Đúng rồi. Khi mà mình không ăn quen á thì mình sẽ thấy hơi khó ăn một xíu. Nhưng nếu ai ăn quen rồi thì thôi, chỉ có ghiền. Ừ. Chấm với cái này cái là mình lại thấy thích nữa nha. Vừa chua, rồi nó vừa có cái giòn của cái cải thề nữa. Cái đậu thơm nữa không? Ừ. Nó đậm kho. Bắp nữa. Ừ. Em thấy cái topping ở đây á đa phần là bắp nè, sườn cắt lát, sườn cắt hạt lựu nè. Ừ. Rồi gì nữa? Rau đúng không? Cái loại rau. Rau. Trứng hồng đào. Ừ. Và đặc biệt đặc biệt của mỗi tô là cái nước lèo. Ừ. Mỗi tô mình ăn vào cái hương vị khác nhau. Bây giờ khách đông này. Bây giờ là tới giờ ăn tối rồi đúng không? Nãy giờ mình đi sớm. Bây giờ khách đông. Bây giờ mình mới thấy ăn khi mà gần hết mì rồi mình mới thấy trong cái tô này vẫn còn rất là nhiều thịt. Vừa thịt mà còn có còn nguyên con rồi rau nữa. Đúng vậy. Bữa nay em thử thách cái 4 tô luôn. Không biết ăn nổi không? Quá ngon.
bò viên gân à, ăn thử coi. Rất là thơm quá. Tuy nó nhỏ mà có vỏ, cái bò viên này nó ngọt nha. Mình đang nhai miếng sụp sườn, miếng sườn, cái hương thơm nó cứ lan tỏa rất là đã. Rồi bây giờ mình ăn tới cái này đi. Cái này mình nghĩ là món thuốc bắc á, cho nên cái vị nó có thể nó sẽ gọi là nhẹ nhàng một xíu. Này cái này cũng là mì tươi. Lão không biết cái nước lèo nó sao đây. Vị thuốc bắc. Cảm giác khi ăn cái này vào thì nó bổ nha. Đắng sâm, ngọt ngọt. Ăn cái này bổ. Đang ăn hết nha. Nó không có bị đắng hay là kiểu như mùi mùi mấy loại củ á, không có. Ăn rất là thơm luôn. Còn nước nè. Nước ngọt dịu lắm cả nhà. Và nó có cái mùi của những loại thảo mộc như đó, thì như cả nhà cũng thấy á, mình cũng không biết phải nói làm sao nữa. Nè, hai cái loại này nè. Nó giống như bịch tiền. Giống mì bịch tiền. Giống mì bịch tiền á. Nhưng mà nó khác một cái là kiểu như cái đồ ăn á, nó ăn cùng nó khác, cho nên là cái mùi vị nó cũng khác luôn. Em nghĩ là đồ ăn nó topping nó khác và nó cũng trộn cái hương vị nó cũng khác hơn là mình bỏ cái má đùi của vịt lại đúng không? Ừ. Đúng rồi. Anh thì bạn thì mình chưa có cơ hội đi qua Trung Quốc, nhưng mà em nghe có nhiều người đi Trung Quốc về nói như thế này. Ừ. Có những thứ ăn không được, họ có đem bị gói cho ăn nha. À, mà đặc biệt á, là món Trung Quốc rất cay. Đúng rồi. Anh thì có thể hảo á. Wow. Cái tô này á, nó là cách để mà mình giống như á, hai cái trận đấu trước là mình đã đấu rất là căng thẳng rồi. Cái thì cay, còn cái thì cái vị tương, vị sốt. Nhưng mà qua cái tô này thì giống như là nó cho mình nghỉ giải lao quá nha. Mình ăn vào nó cái vị nó gọi là nó thanh đạm lại nha cả nhà. Wow, no quá rồi, bây giờ qua tô cuối nha. Vẫn còn nóng nè em thấy không? Đó, bốc khói luôn á. Nãy giờ không dám lấy lạnh nhưng mà vẫn còn nóng á. Uống miếng trà sữa nha. 1, 2, 3, vô. Hôm nay mình đi đèn đoan đúng không? Trà sữa Đài Loan. Hôm nay mình đi qua tên lửa để xe lửa đi Đài Loan. Đây là tô cuối cùng. Mì đặc biệt, mì bò đặc biệt. Cái sợi mì này á, còn một cái nữa mình thích đó nha, là cái độ giòn của nó và cái độ dai của nó, tại vì nó to hơn những cái thằng mì tươi á cả nhà. Cho nên ăn mình rất thích cắn đó nha cả nhà. Và em nghĩ á, ăn cái này nhiều khi no hơn cái mì tươi, tại vì nó nhiều. Nên như vậy thôi, chứ cái sợi nó mập lắm. Mùa này lão quá. Lão quá hả? Ừ. Ủa, là bốn tô khác nhau hết rồi, chứ không phải là khác nhau hết. Khác nhau hết. Khác nhau hết luôn. Thôi, cái này anh cảm giác như đó. Nó giống như cái thằng mà mì trộn á. Nó hơi có cái mùi của tương của mì trộn bên kia kìa. Nó lại có nước. Ủa, tô này đồ ăn nhiều dữ vậy? Thứ ba là bao nhiêu đó tốt minh, nhưng mà người ta có thể biến tấu ra nhiều cái nước lèo khác nhau làm cho món ăn nó trở nên đặc biệt hơn ha. Đúng rồi. Cái vị nước lèo này nè, nó ngọt mà nó giống như là một loại tương của Hàn Quốc vậy á. Mình ăn vào mình thấy đó, cái mùi vị nó quen quen. Cái này nhìn giống bánh canh hơn á ha. Nè, quay gần nè. Ừ, giống bánh canh bột gạo á. Ừ. Mà nó là mì nha cả nhà, mì Đài Loan á. Wow. Múc nước chấm vô. Mà cả nhà nha. Trời ơi, đây.
Đây là hai món gọi là ăn vặt các cả nhà, nhưng mà cũng rất là chất lượng. Đây là bò viên gân siêu gân, nhìn nó cũng gân guốc đấy, bự á. Còn bên đây là trứng ngâm tương. Bây giờ mình sẽ hai món này là anh chủ mời mình đó cả nhà, anh quán quá nhiệt tình luôn. Mình ăn xong hết mấy kia nhưng mà cái này anh chủ mời mình. Với lại ở đây mình cũng mua một phần lẩu tứ xuyên đây. Ồ, nước lẩu còn nóng luôn á, bò nhiều quá vậy. Anh có lấy thêm cho mình không ta? Một phần 200.000, nhưng mà mình thấy cái này bò quá trời, bốn bịch bò luôn. Đây nước lẩu nè. Nhưng mà nước lẩu này thì em thấy nó còn quá cay, phù hợp với những bạn nào mà không ăn đường cay quá nhiều. Ok, nay mình mua vài lát gia đình mình cùng thưởng thức. Ồ, cả nhà ăn trứng ngâm tương bao giờ chưa? Ồ, nhìn nè, nhìn nè. Dễ ra nha. Ồ, nó mềm quá. Em thấy nó như thịt rau câu quá. Đúng rồi. Đó. Cái này cả nhà, hồi nãy mình ăn không rồi, cái nè cái này là giống như cả nhà nhìn thấy cái lòng trắng của nó không, nó không có đặc luôn á, nó như là rau câu vậy á. Bây giờ mình ăn không miếng trước nha. Vịt rất là béo. Em nghĩ là không bị tanh đâu ha. Không, không có tanh. Nó là ngâm tương chứ mình không có ngửi thấy mùi tương. Không nghe mùi tương quá nhiều. Đúng rồi. Cho nên lần này mình cái miếng này mình sẽ ăn như vậy. Trời ơi, gấp nó bể luôn cả nha. What? Mình đổi rồi luôn. Ồ. Chắc phải hút vô luôn á. Bò viên. Ui, cái đó to nha. Bò viên siêu gân. Chắc là bự vậy nên nó rất là to ha. Chiên nên nó bị phồng lên. Cái dai. Rất là giòn. Giòn lắm đấy nha. Chắc cũng vì một phần á, món này đã được chiên rồi chứ không phải như bò viên mà được luộc không, nấu không, nên nó có cái độ giòn mà cứng hơn, nhai rất là đã mềm. Cái lớp bên ngoài của nó nè, cái lớp này nè. Ồ, em thấy nó như gân đúng không? Ờ. Cái miếng ở bên trong á. Ở bên trong sẽ có những miếng gân rất là nhỏ. Đúng rồi. Nhìn nó nó giống chả cá mà em. Mời cả nhà nhé. A few minutes later. Hân hào chư. Chai chien. Hôm nay mình vừa mới trải nghiệm xong một quán ăn mì Đài Loan có tên là Vua Mì. Nhưng mà mình thấy là tuy Vua Mì nhưng giá phải nói rất là bình dân, không phải là giá cao giống như là dành trong những cái nhà hàng sang trọng cho vua chúa đâu cả nhà ơi, mà giá rất là bình dân, chỉ từ 35.000 rồi 50.000 rồi 60.000 và giá cao nhất là 80.000 thôi nha cả nhà. Mà mình thấy là những cái món ăn ở đây là mì sao ta, kiểu như cái cách người ta bày trí cũng như là người ta thái đồ ăn ra nên khiến cho mình có cảm giác đồ ăn rất là nhiều và gấp đến đâu cũng thấy đồ ăn cả nhà. Đó là một điểm cộng. Và bên cạnh đó là không gian. Không gian ở đây thì khỏi chê rồi, sáng sủa, ấm cúng mà rất là mát mẻ, sạch sẽ lắm cả nhà. Đó là một cái điểm cộng nữa. Và bên cạnh đó là sự nhiệt tình của anh chủ. Anh chủ mình gọi ba tô và anh chủ làm cho mình thêm một tô, mời mình và mời mình thêm một phần trứng với lại bò viên cả nhà. Đó cho nên mình rất là cảm ơn anh chủ. Nếu mà có dịp cả nhà hãy đến số 237 đường Tên Lửa, quận Bình Tân để mà trải nghiệm món mì Đài Loan này nha. Ở đây là có rất là nhiều hương vị, tứ xuyên nè, rồi mì trộn tương nè, rồi mì hầm, mì tiêm, đó, mì Đài Loan. Cho nên là kiểu như mình có thể kết hợp em. Tất nhiên là mình ăn cái món mì tứ xuyên nha, thì mình không nhất thiết mình phải ăn mì, mình có thể ăn mì Đài Loan kết hợp vào cũng được, kết hợp Đài Loan với tứ xuyên đó.
cũng giống như là mì tiệm. Mì tiệm nếu mà em không muốn ăn mì tươi á, mình có thể kết hợp vào mì Đài Loan thì ăn nó sẽ kiểu như mà như một bài thuốc, ăn rất là ok. No quá rồi nên mình cũng không biết nói gì, nên nếu nhà thấy clip hay thì đừng quên cho tụi em một like, một share cũng như là một lượt đăng ký để lúc được tương tác nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha, bye bye.